Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Ba thứ độc tác hại con người nặng nề nhất. Con người nếu có lòng tham thì vĩnh viễn không thể sung sướng được. Không tham thì sẽ sung sướng, bởi vậy mình cần phải chỉ tham, tức là dứt lòng tham. Tham tâm hữu như vô để khanh, điền chi nan mãn, sân hận sanh, ngũ dục phân trần điên đảo tưởng, si nhiên bất giác pháp khí băng. Nghĩa là, lòng tham lam như hố sâu không đáy, không thỏa mãn được thì sanh sân hận. Năm dục phừng phừng suy nghĩ đảo điên, si mê chẳng biết pháp khí tiêu tan. Do khởi lòng tham nên có rất nhiều người thân tàn danh hoại, nhiều kẻ khiến cho nước mất nhà tan. Quả thật tham lam là thứ hại người, chúng ta không thể chẳng cẩn thận đắn đo. Khởi sân hận thì mình phải biến nó thành không có, vì lửa sân có thể thiêu hủy mọi công đức. Do đó, người tu đạo trước tiên phải học pháp môn nhẫn nhục ba la mật. Tu tới chỗ công phu chín mùi thì có thể hóa sân hận thành từ bi. Lòng sân hận cũng giống như nước đã biến thành băng, và tu là đem băng hóa thành nước, vì nước có thể lợi ích vạn vật. Khởi si mê thì mình cần phải trừ đi để cho trí huệ hiện tiền. Vì sao mình có rất nhiều vọng tưởng? Là vì mình quá sức ngu si, mà gốc của sự ngu si chính là vô minh. Do vô minh tác động khiến mình khởi dục niệm, sinh ra đầy dẫy vọng tưởng. Khi lý trí không khống chế nổi tình cảm, thì mình làm chuyện điên đảo, đó là điều hết sức nguy hiểm, khiến cho mình dễ mất đi đạo nghiệp. Cho nên, mình phải trừ sạch vọng tưởng thì ngu si sẽ tự nhiên tiêu diệt. Tóm lại, lúc nào ba độc, tham, sân, si mà trừ tận gốc thì lúc đó thân tâm mình sẽ thanh tịnh, không còn phiền não. Hết phiền não thì đạt được cảnh giới an nhàn, lúc đó thì vô ưu, vô lự, vô quái, vô ngại, thật là vô cùng tự tại, tiêu dao. Bởi vậy cho nên ý nghĩa rất là sâu sắc, hy vọng các vị để tâm nghiên cứu, tường tận thì sẽ được lợi ích không nhỏ. Ha ha ha, 问什么的说